Tiên tri báo trước cực chính xác, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, bất ngờ đổi đời giàu như vũ bão, tiền vàng kéo về ùn ùn chặt két trong tháng 8 âm lịch, nếu biết bí mật này. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trời sinh mỗi người sinh ra ngay từ khi bắt đầu đã có số mệnh riêng. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, nhưng chúng ta vẫn luôn ngày ngày cố gắng, làm việc quần quật đến trầy da tróc dãy. Chỉ mong sao có được hưởng một cuộc sống an lành, cốt để đổi lại cơm áo gạo tiền tầm thường, nào đâu dám mơ đến cuộc sống cao sang. Theo lá số tử vi cho thấy, người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, được xem là con giáp có vận trình biến động khôn lường, khác hẳn so với những tuổi Mão khác. Đương số là người có tham vọng, có ý chí mãnh liệt, con giáp này trời sinh linh hoạt, khéo léo và mạnh mẽ, vượt qua bao bão giông, khó khăn không làm họ nhục chí. Thời điểm tháng 8 âm lịch tới đây, may mắn được bền trên độ mạng, công danh sự nghiệp phất nhanh như diều gặp gió, không những có cơ hội rũ bỏ tai ương của mình, mà còn có cơ hội đổi đời giàu sang phú quý hơn người, mua nhà lầu, sắm xe sang là điều có thể xảy ra, không những vậy còn trả sạch được nợ nần, tiền tỷ ôm về tay, giàu có nhất họ. Có điều lá số tử vi trong tháng 8 âm lịch, cảnh báo con giáp này cần phải chú ý hơn tới vận trình sự nghiệp của mình, nếu không cẩn thận nhiều người còn rơi vào cảnh nợ nần, phá sản mất trắng. Vậy thì vận số của con giáp này biến động ra sao? Bước sang tháng 8 âm lịch tới đây, quý bản mệnh cần phải chú ý những điều gì và đặc biệt cần phải làm gì thì mới gia tăng may mắn, đón cát lành về túi của mình. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Thần tài mở kho ban lộc, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, bất ngờ đổi đời giàu như vũ bão, tiền vàng kéo về nhét chật két trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, những người sinh năm Ất Mão 1975 đa số đều có tính cách khá nóng nảy, khi giận thì như lửa bừng bừng, nhưng khi xong lại nguội lạnh. Tuy vậy, bản mệnh có các mối quan hệ khá rộng rãi, nên vẫn có rất nhiều bạn bè và không mấy khi phải nhờ vả đến ai. Con giáp này có lòng tự trọng khí khái và bản lĩnh cứng cỏi, họ luôn ý thức được tự lập, tự lực cánh sinh đứng trên đôi chân của mình. Về vận mệnh, những người này thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống nhìn chung có nhiều vất vả, long đong ngược xuôi. Người tuổi này có số được cha mẹ để dành cho của cải. Trung vận và hậu vận được hưởng cuộc sống giàu có khá giả, tuy nhiên họ không mấy hòa hợp với mẹ cha, anh chị em, nên tình thân trong gia đình không mấy mặn mà. Tuổi này thời trẻ phải long đong, về sau phú quý sống lâu, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly, cuộc sống về hậu vận được sung sướng, nên cần làm nhiều việc thiện để được hưởng chọn số trời, trong phong lưu khoáng đạt, thỏa sức thể hiện chí tài của mình. Cũng chính vì vậy, người tuổi này luôn làm mẫu người theo nguyên tắc tứ hành trong phong thủy, là người có tính cách đặc biệt, với nhiều đặc điểm nổi bật. Đầu tiên, họ thường có tính cách năng động, nhiệt huyết và dám nghĩ dám làm. Họ thường là những người có đam mê và quyết tâm cao trong công việc, đạt được mục tiêu của mình, họ có năng lượng dồi dào, sự quyết đoán và sẵn sàng đối mặt với những thách thức cũng như khó khăn trong cuộc sống. Sự nhiệt huyết và quyết tâm của họ thường giúp họ vượt qua khó khăn, trở ngại và đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực. Tính cách của đương số cũng thường được đánh giá cao về khả năng thông minh và sáng tạo. Họ luôn có tư duy nhanh nhạy, trí tuệ linh hoạt và khả năng tìm ra giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp. Họ có xu hướng tiếp thu ý kiến, kiến thức và kinh nghiệm mới và luôn muốn nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Họ sáng tạo và thông minh, họ thành công trong các nghề nghiệp đòi hỏi tư duy sáng tạo và sự đổi mới. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 còn được đánh giá cao về khả năng giao tiếp và đàm phán. Họ là những người giao tiếp khéo léo, có khả năng thấu hiểu người khác và đồng cảm với cảm xúc của mọi người. Họ có tài đàm phán tốt, biết cách thuyết phục và thực hiện những thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên. Tính cách giao tiếp và đàm phán của họ thường giúp họ thành công trong mối quan hệ xã giao, kinh doanh và công việc. Ngoài ra, tính cách của bản mệnh cũng có đặc điểm khá độc lập và tự lập. Họ thường có khát vọng tự do và không thích bị ràng buộc. Họ muốn tự quyết định và điều khiển cuộc sống của mình. Họ không dựa vào người khác để giải quyết vấn đề, mà thích tự tìm ra lời giải đáp riêng. Họ có độc lập trong suy nghĩ, hành động và quyết định. Đây cũng là một trong những đặc điểm nổi bật của tính cách người này. Người tuổi Ất Mão có chính kiến, có nghị lực, nhiệt tình và thân thiện. Trong công việc đây là mẫu người nhẫn lại và có tính trách nhiệm cao, trọng hình thức, có đầu óc kinh doanh tốt,
Họ có chút không hứng thú gì với cuộc sống đầy sức ép nơi phồn hoa đô thị, cũng ghét cảnh nhàm chán khô khan của giới văn phòng. Tuy nhiên, họ lại mong muốn có một cuộc sống ổn định an toàn, nên chỉ cần xác định thu nhập mỗi tháng không có gì biến động là họ sẽ toàn tâm toàn sức làm việc. Đây là người làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn trọng trong từng chi tiết. Người này nếu theo ngành nghề có liên quan tới kinh tế thì có khả năng làm nên nghiệp lớn. Ngoài ra các làm việc có liên quan tới nghệ thuật như ca hát, diễn xuất hay sáng tạo nghệ thuật, kiểm định đá quý, tài chính ngân hàng cũng rất phù hợp với người tuổi Ất Mão. Dù làm công việc gì họ cũng đều rất cẩn thận và chú ý tới phúc lợi xã hội sau này. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi này xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế, sáng tác âm nhạc, hay trở thành những bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học. Dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Tài lộc và công việc, sự nghiệp của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau, có cơ hội thăng tiến hay không, phải làm sao mới được cấp trên cất nhắc, nắm bắt cơ hội thăng chức, tăng lương như thế nào, liệu có bị tiểu nhân lợi dụng ngán đường. Đây là những vấn đề không của riêng ai. Không chỉ những người theo nghiệp quan chức mà những người theo con đường khác như nhân viên hành chính, công nhân, người làm ăn kinh doanh đều rất quan tâm. Những doanh nhân tuổi Ất Mão thường có tính tình mềm mỏng, ôn hòa, chuộng hòa bình. Họ là người có ý chí kiên cường bất khuất. Trong kinh doanh, tính cách ấy càng được thể hiện rõ ràng. Khi họ đã tin một điều gì đó thì họ sẽ tin đến cùng. Họ có năng khiếu về nhìn nhận xã hội và sự biến động của chính trị. Trong kinh doanh, doanh nhân tuổi này không thích lao vào cuộc cạnh tranh, ưa lối làm ăn bình ổn an nhàn. Cuộc đời của họ cũng như trong kinh doanh ít thăng trầm. Nam giới tuổi này rất ân cần, lịch sự hòa nhã. Người ta luôn khâm phục sự thông minh cơ trí và thường nghe theo lời tư vấn của họ. Nhưng vì quá tự tin luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới sai lầm, bỏ lỡ thời cơ trong cuộc đời, trong kinh doanh. Với tính cách ôn hòa dịu dàng, tuổi này thường có cuộc sống an nhàn bình yên. Họ biết cách xoay chuyển tình thế biến xấu thành tốt. Bởi vậy dù trong những lúc gặp khó khăn sóng gió thì tuổi Mão vẫn có thể hóa giải, tháo gỡ mọi khó khăn trong hòa bình. Người tuổi này sống rất thoải mái phóng khoáng. Họ chi tiêu hoan phí, sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho bất cứ ai gặp khó khăn. Cũng bởi tính cách này mà họ được nhiều người xung quanh yêu quý và tin tưởng. Người tuổi Ất Mão đối xử với mọi người rất khẳng khái, nên gây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp rộng rãi. Nói chung người tuổi Mão có một cuộc sống tiền tài sung túc, suốt đời không phải lo lắng về tiền bạc. Tóm lại, mọi cơ hội đều được chia bình đẳng cho mọi người, quan trọng là bạn có biết nắm lấy nó hay không mà thôi. Tuổi này được xem là may mắn khi cả con đường tài lộc công danh đều thuận lợi hơn người. Kiếm được tiền là phát tài, phát lộc. Song biết giữ tiền chi tiêu tiết kiệm cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc dượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc dượng mà chẳng tiết kiệm được là bao. Đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không tốt. Tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng tới tài chính. Bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc sự nghiệp để tăng thu nhập. Muốn có một cuộc sống sung túc giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Người tuổi Ất Mão khẳng khái, chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt. Chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi. Cả đời sung túc không lo cơm áo gạo tiền. Bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so sánh thiệt hơn. Nên dù kiếm được tiền nhưng người này lại không có suy nghĩ tiết kiệm. Số tiền dành dụng được cũng không quá nhiều. Một khi tiền bạc dư dôi sẽ nghĩ ngay tới cách để ăn tiêu. Nhiều khi quan tàn dung tay quá tráng. Đây là người yêu cầu rất cao về mặt vật chất. Thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền. Các hàng mỹ phẩm mỗi khi ra sản phẩm mới đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc. Tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá. Tiếp theo hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn trong năm.
mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù và những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ lại tạo thành sương động trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày thì vẫn nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm ứng với quẻ phong địa quán. Quẻ này có 2 hào sơn ở trên, 4 hào âm ở dưới. Hào sơn tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là phong, quẻ hạ là địa, gió thổi trên mặt đất tượng trưng của đạo đức lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật, các chứng nhiễm cảm lạnh phong hàn. Tiết bạch lộ thường rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng có mùa thu có khí kim cực dượng, nên những người sinh tháng này được trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường quả quyết, dứt khoát, chính nghĩa và thông minh. Nhiều người có dung mạo tú lệ khôi dĩ tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim khí, cần có kim để bổ trợ, cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, thì đây là khoảng thời gian dưỡng vận. Nhờ được bổ kim nên họ sẽ ổn định về mặt sức khỏe, vững vàng về mặt tâm lý, trí tuệ thông thái mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng người ta buồn rầu, nhưng đây cũng là mùa thu hoạch cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực chính là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ cao hơn. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ đi cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo hãy nhấp chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống, giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn sung mãn, giải phóng năng lượng thả lỏng tâm tình. Nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm tĩnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Ở thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần dần thịnh lên, táo dễ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, của cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo gạo hay nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ dị bổ, trung khí phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Ất Mão trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý cô bác cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp, tuổi Ất Mão tháng 8 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tháng 8 năm Ất Mão âm lịch cho thấy rằng, tháng này là khoảng thời gian không lấy gì là may mắn đối với người tuổi Ất Mão. Bạn gặp phải nhiều khó khăn trên các phương diện cuộc sống, từ sự nghiệp cho đến tình cảm, đòi hỏi bạn phải kiên cường chống đỡ, không nên bỏ cuộc giữa chừng. Nhiều khó khăn do cục diện tương xung ập đến sẽ khiến người này phải sức đầu mẻ chán để ứng phó. Có thể thấy rằng thời điểm này bạn có muốn nghỉ ngơi thư giãn cũng không được nữa, hãy hết sức tập trung vào công việc nếu không muốn những sai sót lớn xảy đến với mình. Bạn vốn là người có tầm nhìn xa và khả năng đánh giá phân tích vấn đề khá nhạy bén, tuy nhiên nhược điểm của bạn là quá kiêu ngạo.
thích làm theo quan điểm cá nhân và thường xuyên gạt bỏ ý kiến của người khác. Bạn dễ gây gổ mâu thuẫn với những người có ý kiến trái ngược mình và điều này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu tới mối quan hệ. Một số người bị điều chuyển công tác hoặc phải tiếp xúc với những nhiệm vụ mới. Nếu bạn không kiên nhẫn và cẩn thận học cách làm quen, thì rất dễ cảm thấy bối rối, thậm chí đánh mất sự tin tưởng vào bản thân vì những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, tử vi có hữu bậc cát tinh xuất hiện trong tháng sẽ giúp bạn giải quyết phần nào các khó khăn gặp phải. Con giáp này nên nắm chắc cơ hội để có thể tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Nếu bạn không ngừng cố gắng, thì có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân, thậm chí chuyển bại thành thắng. Thực chất thì sự nghiệp của người tuổi Ất Mão vẫn có những bước tiến nhất định. Nhờ có nhị hợp xuất hiện nâng đỡ, bạn biết cách lập kế hoạch, sắp xếp công việc hợp lý, nên dù nhiệm vụ được giao có nhiều đến mấy, thì bạn vẫn có thể hoàn thành một cách khá khoa học. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng giúp bạn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Công việc khó khăn cũng sẽ có hướng giải quyết nhờ phát huy được sức mạnh của tập thể. Tuy nhiên, con giáp này cần phải kiên định hơn với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì cũng phải tin tưởng bản thân, chớ nên bị lung lay bởi những quan điểm của người này người kia. Việc thường xuyên băn khoăn do dự thậm chí thay đổi kế hoạch mà mình đã xác định từ trước cũng khiến nhiệm vụ của bạn phải tốn thêm nhiều thời gian để hoàn thành hơn, thậm chí kết quả cuối cùng chạy khỏi mục tiêu ban đầu mà bạn đã đặt ra. Con giáp này chưa xác định được điểm mạnh của bản thân, nên làm việc gì cũng tự thấy không hài lòng, muốn thay đổi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Xét trên phương diện tài lộc, tháng 8 âm lịch tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Xem tử vi tháng 8 âm lịch, bản mệnh có thể gặp được một vài cơ hội làm ăn khá triển vọng trong thời điểm này. Nhờ có nhị hợp nâng đỡ, bạn nên tận dụng các mối quan hệ xã giao của mình đã xây dựng từ trước để khiến việc kiếm tiền thêm phần thuận lợi hơn. Bạn có thể mở rộng mạng lưới khách hàng đối tác của mình hoặc kinh doanh thêm những mặt hàng mới, giúp phát triển quy mô làm ăn. Tuy quá trình thực hiện còn gặp phải một vài khó khăn nhưng không đáng kể. Chỉ cần Ất Mão cố gắng thì ắt có thể vượt qua và thu về một khoản lợi lãi cho mình. Bạn chớ nên vì những điều không như ý trong công việc mà nghi ngờ bản thân, thậm chí thay đổi hướng đi mình đã đặt ra từ trước. Hãy kiên định mục tiêu của mình và cố gắng tới cùng, bạn mới mong sớm nhận được kết quả. Nếu việc gì bạn cũng muốn bắt tay vào làm trong khi còn chưa hiểu rõ thì rất dễ rơi vào bế tắc, thậm chí lạc mất phương hướng ban đầu của mình. Thời điểm này, tốt nhất bản mệnh nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn mình, đọc thêm sách vở để tích lũy kiến thức. Khi bạn đã thực sự vững vàng thì bắt tay vào làm cũng không muộn. Ngoài ra, bạn cũng cần hạn chế gây gổ tranh cãi với khách hàng đối tác. Dù đối diện với vấn đề gì thì bạn cũng cần hết sức chú ý, vừa để bảo vệ hình ảnh của bản thân, vừa ý thức được rằng tranh cãi không giúp bạn có thêm doanh thu, lợi nhuận. Người vừa chập chững bước vào một lĩnh vực mới nào đó thì càng phải thận trọng hơn, chớ nghe theo lời rủ rê của những kẻ mình chưa hiểu rõ. Tốt nhất bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi thêm kiến thức mới, tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng thông tin kỹ càng. Hữu bậc cát tinh xuất hiện sẽ khiến tài chính của tháng này của bạn bớt đi phần nào ảm đạm. Nếu bạn biết cách chú ý lắng nghe, không hành sự kiêu ngạo, những người đi trước sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý. Hãy khiêm tốn lắng nghe, ắt có chỗ áp dụng trong tương lai. Để tránh chi tiêu tốn kém, bạn cần nhắc nhở bản thân hài lòng với những gì mình đang có, đặc biệt không nên quá chú ý tới chuyện ăn mặc, tiêu dùng. Nhất là khi tình hình kinh tế còn chưa ổn định, bạn chớ nên mù quáng chạy theo những thứ xa hoa, hào nhoáng, thậm chí đánh mất bản thân thực sự của mình. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Ất Mão trong tháng 8 âm lịch năm 2024. Nhờ có nhị hợp che chở mà các mối quan hệ của người tuổi Ất Mão phát triển rất tốt. Bạn nhanh chóng xây dựng được mối quan hệ với mọi người xung quanh, cho dù là trong lần đầu tiên gặp gỡ. Chính vì vậy mà tình duyên của người độc thân có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Bản mệnh biết chú ý ăn mặc, trưng diện nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người khác phái. Tháng này bạn có thể nhận được nhiều tin nhắn làm quen, hỏi thăm từ mọi người. Tuy nhiên, bạn chớ nên dễ dàng ngả lòng với bất cứ ai. Nếu muốn tình cảm phát triển bền vững, bạn cần cho đôi bên một khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu về nhau, từ đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ngược lại, người đã lập gia đình phải chú ý tới tác động của ngũ hành xung khắc. Các mối quan hệ phức tạp thường đem tới ảnh hưởng không tốt cho mái ấm của bạn.
Nhiều áp lực công việc ập xuống khiến bạn thường xuyên thấy căng thẳng và khó chịu, nhưng đừng vì thế mà đổ dồn những cảm xúc tiêu cực ấy lên đầu đối phương. Người thân của bạn không những vô tội mà còn là những người thân thiết gần gũi nhất với bạn, vì thế hãy mở lòng tâm sự với mọi người, ít nhất bạn cũng có thể thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn phần nào. Cục diện tương xung còn cảnh báo có đào hoa xấu xuất hiện, bạn nên dành thêm nhiều thời gian để quan tâm và đối xử dịu dàng với nửa kia hơn, đồng thời tránh xa những người có ý định làm thân tiếp cận với mình. Nếu bạn buông thả bản thân thì rất dễ vướng phải những mối quan hệ phức tạp, vừa gây tổn thương cho người thân, vừa gây ảnh hưởng tới danh tiếng, sự nghiệp của mình. Dù có được mọi người xung quanh yêu mến đến mấy, bạn cũng cần phải chú ý giữ khoảng cách thích hợp, đặc biệt là với người khác phái. Bạn trớ nên vì một phút ham vui mà vướng phải quan hệ mờ ám với người khác, khiến những người gần gũi thân thiết nhất với mình phải chịu tổn thương. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 8 âm lịch. Nhiều áp lực căng thẳng đổ dồn tới trong tháng này khiến người tuổi Ất Mão không thể cảm thấy khỏe mạnh được. Tuy nhiên may mắn là bạn cũng không phải đối diện với những nguy cơ lớn nào có liên quan tới sức khỏe. Con giáp này hãy tâm sự những điều khiến mình khó xử với những người đáng tin cậy, tin rằng mọi người xung quanh bạn ai cũng sẽ lắng nghe và có người có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Để cơ thể luôn khỏe mạnh, bạn nên nhớ có chế độ sinh hoạt khoa học, không làm việc hoặc vận động quá sức. Chế độ ăn uống khoa học cũng cần được quan tâm, chớ nên ăn quá nhiều đồ ăn cay nóng hoặc đồ có nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, để tinh thần được nhẹ nhõm vui vẻ, bạn nên tăng cường trò chuyện tâm sự với người mình thực sự tin tưởng, tốt nhất là với cha mẹ hoặc nửa kia của mình. Việc ấy không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hơn, mà còn góp phần gắn kết tình cảm gia đình. Nếu có thời gian rảnh hãy ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên cạnh đó, việc rèn luyện thể dục, thể thao cũng là cần thiết nếu bạn muốn nâng cao sức khỏe. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải 4 tuần trong tháng 8 âm lịch để mệnh chủ Ất Mão có những kế hoạch phát triển cho riêng mình. Đầu tiên là Tử Vi tuần 1, tháng 8 âm lịch tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Bước vào tuần đầu của tháng 8 âm lịch, xem Tử Vi cho thấy tuổi Ất Mão hãy cứ tự tin, thực hiện những kế hoạch của mình. Khi con giáp này may mắn được che chở, giúp bản mệnh giải ách trừ hung, không lo vận hạn nào đáng ngại có thể xảy đến với mình. Đầu tuần tưởng như rất khó khăn, nhưng đó lại là cơ hội để bạn phát hiện ra những điểm mạnh của mình để phát huy. Con giáp này sẽ có những thay đổi nhất định trong công việc. Một vài thách thức tới với bạn trong tuần này, đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển sự nghiệp tương lai thêm bền vững. Trong chuyện tiền bạc, dù có tài tinh chiếu mệnh, nhưng bạn cũng không nên chủ quan, bạn nên có sự rõ ràng, đồng thời không quá tin tưởng vào các mối quan hệ xã giao. Tuần này bạn không nên đầu tư tài chính ồ ạt hoặc cho vay mượn quá nhiều, hãy làm mọi thứ chậm mà chắc, bản mệnh cứ bình tĩnh thực hiện từng bước một. Có thể không giàu ngay được, nhưng đó lại là sự đảm bảo cho một tương lai rực rỡ, vì vậy không có gì phải nóng vội. Trên phương diện tình yêu, bạn cố làm cho người ấy vui, nhưng xem ra không hiệu quả. Lúc này bản mệnh nên ở bên lắng nghe người ấy tâm sự, họ đang cần một bờ vai hơn là một gã hề hay đùa cợt vào thời điểm này. Cuộc sống của bạn trở nên vui nhộn hơn hẳn khi bản mệnh không còn để ý tới những được mất của cuộc đời. Bản mệnh biết tận hưởng những niềm vui nho nhỏ diễn ra trong ngày mới, tuần mới và tháng mới. Tử vi tuần 2, tháng 8 âm lịch tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Sang tuần thứ hai, Ất Mão chịu tác động của đại hao. Đây là một hung tinh gây hao tài, do đó điềm báo tử vi nhắc nhở bản mệnh sẽ cần giữ chặt túi tiền của mình, kẻo mất mát lúc nào không hay. Đầu tư kinh doanh mạo hiểm vào lúc này không phù hợp, cẩn thận tiền mất tật mang, vận khí không ổn định. Con giáp này làm gì cũng có nguy cơ đổ bể, hung tinh còn khiến bạn dễ mất tập trung vì mãi lo chuyện bao đồng, hoặc không thì có xu hướng xem thường người khác và tai họa bắt đầu từ đây. Tuy nhiên nếu bạn biết khiêm tốn một chút thì sẽ thoát được mỗi họa này. Những dự định mới đều cần được xem xét thận trọng vào thời điểm này, chớ nên hấp tấp vội vàng mà rước họa vào thân. Thậm chí bạn còn có thể phải chịu trách nhiệm cho những sai sót vốn có thể tránh được ngay từ đầu.
hãy luôn cẩn trọng trong từng hành động của mình bạn nhé. Rất may là chuyện tình cảm trong tuần này tiến triển thuận lợi, mối quan hệ đôi lứa của tuổi Ất Mão đang chờ đợi thời cơ để nâng lên một tầm cao mới với sự gắn kết sâu sắc hơn. Nếu tình cảm đã chín mùi, bạn đừng ngần ngại đề cập vấn đề thăng cấp cho tình yêu với nửa kia, hãy làm những điều mình muốn ngay khi có thể. Tử vi tuần 3, tháng 8 âm lịch tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Với người tuổi Ất Mão, hung tinh án ngữ trong tuần mới nhắc nhở bản mệnh nên chuẩn bị tinh thần cho những biến động trước mắt. Con giáp này có thể sẽ bị chơi xấu hãm hại sau lưng hoặc vướng vào những điều tiếng thị phi không đáng có. Dù đang ở vị trí nào, bản mệnh vẫn có nguy cơ bị lật đổ khỏi vị trí mình đang đảm nhận. Sự nóng nảy có thể trở thành liều thuốc độc cho chính bạn khi không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định và lựa chọn sai lầm. Dù gặp khó khăn, hãy cứ bước đi bằng chính đôi chân của mình, đừng vội vàng buông xuôi. Đầu tuần tài lộc không ổn định, có dấu hiệu phá tài, nên cần chi tiêu thận trọng, chớ dung tay quá tráng. Cuối tuần bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền, nhưng phải nhanh nhẹn nắm bắt mới có thể thu được khoản tiền này để giải quyết các vấn đề còn đang tồn đọng. Đặc biệt tuần này chớ nên hành động mạo hiểm, liều lĩnh đôi khi sẽ làm bạn rỗng túi, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần. Rất may là gia đình hòa thuận êm ấm, giúp bạn cảm thấy an tâm và luôn vui tươi, có thể tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn hiện tại. Tuy nhiên bạn nên dành thời gian quan tâm, trò chuyện với người thân nhiều hơn để tình cảm giữa các thành viên thêm phần gắn kết. Cuối cùng, tử vi tuần 4, trong tháng 8 âm lịch tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Sao dịch mã tác động, người tuổi Ất Mão kiểm soát rất tốt công việc hiện tại của mình, không có nhiều biến cố hay bất ngờ xảy đến. Bạn có cơ hội được gặt hái thành công, nhưng đòi hỏi phải cực kỳ nỗ lực và chuyên tâm vào công việc hiện tại thì mọi thứ mới diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Nếu con giáp này đang theo nghiệp kinh doanh thì cần nắm bắt tốt các cơ hội và đầu tư một cách hợp lý mới có thể đón nhiều nguồn thu tốt. Những người làm công ăn lương, cứ chăm chỉ thì chắc chắn sẽ có thể được cấp trên tin tưởng trao cho những trọng trách lớn hơn, cũng như có cơ hội được tăng lương, thăng chức. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, nên nhanh chóng xua tan mây mù ảm đạm trước kia, lấy lại những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Những vấn đề bế tắc đều được bạn xử lý thông thuận, cũng bởi con giáp này đã bỏ ra nhiều thời gian và sức lực để nghiên cứu bền bỉ, thành quả này hoàn toàn thuộc về bạn. Cũng tại thời điểm này, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều trọng trách nữa, khả năng làm việc nhóm khá tốt và tinh thần cống hiến hết mình, cũng giúp tuổi Mão tiến lên khá nhanh. Hãy cố gắng duy trì phong độ đỉnh cao này càng lâu càng tốt, nó sẽ giúp bạn còn tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, với vấn đề tài chính bạn được nhắc nhở cần phải hết sức thận trọng, đừng cho phép bản thân mua sắm phóng tay và tự gây rắc rối cho mình. Nhất là khi hung tinh kiếp tài là điềm báo bạn sẽ gặp rắc rối liên quan tới tiền bạc, sai một ly đi một dặm. Trong tình yêu bạn luôn là người chủ động, khiến đối phương cảm thấy dường như bạn không mặn mà với chuyện tình cảm này. Đó là lý do mối quan hệ hiện tại không có bước tiến nào rõ ràng mà càng ngày càng nhạt nhẽo. Đừng ngần ngại khi thể hiện sự chân thành cho người ấy bạn nhé. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 8 âm của cô bác anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên, đối với nam mạng tuổi Ất Mão sinh năm 1975, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương được coi là cát tinh, tốt cho nam hơn nữ mạng. Thái Dương ví như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao Thái Dương chiếu thì khó khăn được tháo gỡ, làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn toán tận. Hạn này chủ yếu gây đau yếu, bệnh tật, tai nạn xe cộ bất ngờ, tốn kém tiền bạc cho vấn đề sức khỏe. Theo vận niên, năm Giáp Thìn, tuổi Ất Mão nam mạng gặp vận niên thử ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa. Hình ảnh mang ý nghĩa về sự dương giả, thịnh vượng về tài lộc, chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết. Tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa,
ít mâu thuẫn hay xung đột xảy ra trong gia đình. Đối với người độc thân thì lại càng thêm cát lành, có thể tìm được nơi sẻ chia, nương tựa. Hóa giải vận hạn. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Ất Mão sinh năm 1975, theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Thổ Tú được coi là hung tinh, năm có sao này chiếu nữ mạng Ất Mão dễ mang miệng tiếng thị phi, có kẻ dở trò xấu mà sinh ra thưa kiện. Xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, trồng trọt không được mùa, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Năm có hạn Quỳnh Tuyền quý bạn dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Theo vận niên, năm Giáp Thìn, tuổi Ất Mão nữ mạng sinh năm 1975 gặp vận niên thử Ngộ Điền, tức chuột gặp đồng lúa. Hình ảnh mang ý nghĩa về sự dương giả, thịnh vượng về tài lộc, chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết. Tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa, ít mâu thuẫn hay xung đột xảy ra trong gia đình. Đối với người độc thân thì lại càng thêm cát lành, có thể tìm được nơi sẻ chia, nương tựa. Hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn Quỳnh Tuyển năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai,
kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cổ ngữ có nói bách thiện hiếu di tiên, nghĩa là trong trăm cái thiện thì hiếu kính cha mẹ là đứng đầu. Hành thiện tích đức trước hết là phải biết hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ được ví như phúc điền lớn nhất trên thế gian. Hiếu kính với cha mẹ là đạo lý hiển nhiên của người con. Đó không chỉ là bổn phận mà còn là cách bồi đắp phúc báo của chính bản thân mình. Hiếu thuận với cha mẹ chính là hành động tích âm đức tốt nhất trên đời. Một người làm việc thiện, tích âm đức thứ ba này sẽ đạt được bốn loại phúc báo là người đường hoàng, sung túc giàu có, tâm an vô bệnh, trường thọ an khang. Bậc làm cha mẹ nên trở thành tấm gương sáng cho con cái. Thân là con thì phải coi việc hiếu kính cha mẹ là nghĩa vụ và trách nhiệm hàng đầu. Đây chính là một trong những việc tích âm đức trực tiếp nhất mà ai cũng nên ghi nhớ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết nội dung video của chúng tôi ngày hôm nay. Minh Đường Tử Vi kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào về vận mệnh của mình, quý vị vui lòng để lại thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh âm lịch xuống phía dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Quý vị các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh miễn phí và nút chuông thông báo ngay bên cạnh để cập nhật những video hay nhất và mới nhất tới từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn.